Năm 1967, một nhà sư từ Sài Gòn đã sang Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Ông bị cấm trở về Việt Nam trong gần 40 năm sau đó, dù đã trở thành một trong những nhà sư nổi tiếng nhất thế giới. Nhà sư ấy là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Vì sao một nhà sư lỗi lạc như ông lại bị cấm trở về nước trong gần 40 năm? Thích Nhất Hạnh đi tu ngay từ lúc còn nhỏ. Ông là một trong những nhà sư ham học hỏi. Ngoài vai trò nhà sư, ông còn là nhà báo, nhà thơ, nhà văn rất nổi tiếng tại miền Nam trước năm 1975. Trong chiến tranh Việt Nam, ông đã gia nhập phe các nhà sư phản chiến của khối Ấn Quang. Vào lúc này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chia thành hai khối, khối Ấn Quang và khối Việt Nam Quốc tự, cả hai đều được chính quyền công nhận. Khối Ấn Quang ủng hộ ngừng chiến, thống nhất với miền Bắc và muốn tham gia vào cải cách chính trị. Khối Việt Nam Quốc tự khẳng định họ không muốn dính líu gì đến chính trị. Ngay sau khi sang Hoa Kỳ kêu gọi ngừng chiến tranh, chính quyền miền Nam đã cấm Thượng tọa Thích Nhất Hạnh trở về nước. Tuy nhiên, sau ngày hòa bình, ông vẫn bị cấm trở về Việt Nam. Việc này xuất phát từ những nguyên nhân phức tạp hơn. Sau khi Sài Gòn sụp đổ, rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã bị cho là biệt kích văn hóa, biệt kích cầm bút, tức là những người đã dùng văn chương để chống cộng sản. Những ai bị cho là biệt kích văn hóa thì đều bị bắt giam, có người bị giam hơn 10 năm. Thích Nhất Hạnh bị chính quyền cho là đã khéo léo chống cộng sản bằng văn nghệ tình thương. Trần Văn Dào, sử gia, nhà cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ trích kịch liệt Thiền sư Thích Nhất Hạnh là biệt kích văn hóa trong một cuốn sách như sau. Có một cái cố chấp tai hại nhất trong mười mấy quyển sách của Nhất Hạnh và trong tư tưởng của một số người khác. Ấy là tư tưởng chống kháng chiến, chống cộng sản. Trong một đoạn trích khác, Trần Văn Dào viết: tập thể Phật tử bây giờ mà mất Nhất Hạnh thì cũng như không mất gì. Nếu có mất thì chủ nghĩa thực dân mới mất một nhà sư biết đem giáo lý của nhà Phật làm lợi cho chủ nghĩa thực dân, biểu tượng của cái ác. Một lý do khác khiến chính quyền không cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về nước là vì ông đã tham gia cứu vớt thuyền nhân Việt Nam. Cán bộ chính quyền đã chỉ trích ông thậm tệ trong một cuốn sách như sau. Sát ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chạy theo chủ ra nước ngoài, vẫn không từ bỏ con đường cũ, cùng một số tên khác tổ chức những hoạt động nhằm kích động, xúi dục người di tản bất hợp pháp, hòng gây thêm tình trạng khó khăn cho cách mạng. Từ năm 1997, một cuộc vận động âm thầm đã được tổ chức nhằm thuyết phục chính quyền Việt Nam cho phép Thiền sư Nhất Hạnh trở về nước. Chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới đã gửi thư cho chính phủ Việt Nam thỉnh nguyện cho Thích Nhất Hạnh trở về nước. Tuy nhiên, nỗ lực này sớm thất bại. Chính quyền nói Thiền sư Nhất Hạnh có thể trở về nước nhưng phải dưới danh nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1999, tận dụng thành công từ chuyến đi Trung Quốc mà sách của ông đã được xuất bản tại nước này, ông đã công khai trên báo chí quốc tế về nguyện vọng trở về quê nhà. Tuy nhiên, việc gây áp lực này cũng không giúp ích được gì, chính quyền vẫn từ chối yêu cầu của ông. Phải đến năm 2005, Thiền sư Nhất Hạnh mới được chính quyền cho phép trở về nước. Vào lúc này, Việt Nam đang bị Mỹ liệt vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là danh sách CBC. Lý do là chính quyền Việt Nam đã đóng cửa các nhà nguyện, cưỡng bức từ bỏ đức tin tôn giáo, đánh đập và giết hại các tín đồ tôn giáo. Việc lọt vào danh sách này đã khiến Mỹ trì hoãn đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO của Việt Nam. Việc trở về nước của Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 2005 chắc chắn đã góp phần vào việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CBC một năm sau đó. Sự nổi tiếng của ông đã được chính quyền Việt Nam tận dụng trong 4 năm để quảng cáo về tự do tại Việt Nam. Cho đến năm 2009, khi sự kiện Bát Nhã bùng nổ, Thiền sư Làng Mai đã bị đuổi ra khỏi chùa ở Lâm Đồng. Thiền sinh Nhất Hạnh một lần nữa không thể quay về Việt Nam cho đến lúc gần cuối cuộc đời.